lì xì tiền YouTube của con cho thầy bố. Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình vẫn là Tonali đây. Thì hôm nay mình đang ở nhà của mình. Đây các bạn đã thấy mình có một cái tủ rất là cổ. Thì mẹ đã mua hai cây gậy cụ, hai cây mía ở hai bên. Và trên bàn thờ thì cũng có một chút đồ rồi. Có mùi Tết rồi đấy. Đó, thì đây là nhà của mình và mình đã về sớm hơn dự kiến một ngày. Đó là hôm nay là ngày 28 Tết rồi. Thì tuyệt vời quá. Thực ra mình về từ tối hôm qua cơ. Tại vì hôm qua là đi ăn tất niên ở công ty xong rồi về luôn. Được về sớm rất là ở đây mình có một cái mụn ở môi này. Đó, đây là cái mụn và sau đó nó bị vỡ ra, là không hiểu tại sao nó lại mọc ở đây, nó khốn nạn, rất là to, đau nữa. Chứ không phải là bị ai cắn nhá. Video ngày hôm nay thì mình sẽ làm về một cái chủ đề mà rất là nhiều người làm YouTube thích thú và quan tâm, đó là nhận tiền từ YouTube. Nhưng mà chắc là mình sẽ không tiết lộ cái số lượng mà mình nhận được đâu. Tại vì cái này nó là một cái nó hơi tế nhị một chút, mình sẽ không chia sẻ số lượng đâu. Nhưng mà các bạn phải biết là nó rất là ít. Thực sự là mình thấy YouTube Việt Nam nó chẳng quá là bèo bọt. Không sao, mình làm vì đam mê cho nên là thôi, nó chẳng như là mình nhận vậy. Nhưng mà thực sự là rất là buồn. Buồn cho những người làm YouTube ở Việt Nam, tất cả mọi người. Tại vì chẳng quá là ít. Thực sự là như vậy. Nhưng mà cái video này thì mình sẽ không phải là chia sẻ về cảm xúc của mình khi mà nhận được tiền YouTube. Tại vì nhận tiền thì rất là vui rồi. Thì chắc chắn mình rất là vui, cực kỳ vui luôn. Tại vì tự nhiên làm vì đam mê nhưng mà lại cũng có một chút gọi là tiền để mà sắm sửa này nọ, mọi thứ thì nó rất là vui. Đấy, thì như mình vừa nói thì mình sẽ không phải làm về cảm xúc của mình, mà là mình sẽ đưa tiền YouTube cho bố mẹ của mình để cho bố mẹ tiêu Tết. Đấy, gọi là tặng tiền tiêu Tết. Đấy không phải là lần đầu tiên mà mình đưa tiền cho bố mẹ. Tại vì mình cũng nói là mình có đi làm. Thì nhưng mà đây là lần đầu tiên mà mình đưa tiền từ YouTube đó. Bố mẹ mình thì cũng không phải là những người am hiểu về công nghệ hay là gì, và ngay cả cái smartphone thôi thì bố mình cũng không biết dùng nhiều. Đợt vừa rồi mình mới mua tặng bố mình một cái, rồi mình hướng dẫn sơ sơ một thứ đó, thì nói chung là bố mẹ mình không hề biết về những cái YouTube hay là Facebook gì nhiều, nhưng mà họ không ngăn cản mình hay là không nói kiểu như là mày quay vớ va vớ vẩn hay là rảnh gì đó. Họ rất là ủng hộ mình. Đó là một điều mình rất là biết ơn họ. Đấy, ví dụ như là khi mà bạn nhìn thấy một người quay kiểu quay đi đi làm rất là những trò vớ vẩn, ví dụ như là ống phốc hay là đi đánh khăng hay là cái gì đấy, lớn tướng rồi, hai thằng mấy thằng thanh niên đấy, thì rất là stupid. Mà bố mẹ mình thì không nói gì, rất là ủng hộ mình. Tại vì mình nói là cái đó làm vì cái đam mê của mình vui khi mà mình làm như thế, thì bố mẹ rất là ủng hộ, không có vấn đề gì cả. Đấy, nếu mà bạn thấy video mình đi nổ bỏng thì mẹ mình còn chuẩn bị giúp mình, còn rất là cảm ơn bố mẹ. Ok, thì cái tiền mình đâu nhỉ? Không, mình đi. Ta-da! Đây là tiền YouTube của mình. Đây các bạn có thể thấy thực ra là đây nó chỉ có một đồng đô la thôi, tại vì mình chỉ lấy một đồng đô la để
để cho bố mẹ gọi là có một đồng đô la giữ kỷ niệm kiểu vậy á. Còn cái này thì để tiêu Tết. Thực ra hôm nay cũng 28 rồi, nếu mà sắm thì đúng là mình nên đưa sớm hơn, nhưng mà tuần trước nữa cơ, mình quên mất, đi về mà mình quên mất cái này ở phòng. Về đến nhà rồi mới nhớ ra là mình không mang tiền về, thế là không làm gì được nữa rồi. Do tuần này cũng gần Tết rồi, nhưng mà không sao, gọi là nếu mà bố mẹ tiêu cái gì rồi thì lại cái này sẽ bù vào cái tiền đấy thì không sao cả. Nhưng mà mình sẽ không chia sẻ về cái số lượng mà mình đang cầm ở trên tay đâu. Ok, thì một lát nữa thì mình sẽ gọi bố mẹ lên đây rồi đưa cho bố mẹ xem là cảm xúc của bố mẹ mình như thế nào nhá. Các bạn biết cái cảm xúc mà mình có thể kiếm ra tiền mà mình đưa cho bố mẹ để bố mẹ có thể cảm thấy tự hào về mình, nó rất là thích, rất là hưng phấn này. Lì xì tiền YouTube của con thầy bố tiêu tên đấy đây là để cất, còn đứa kia là để tiêu. Đừng nhớ nghe nha, làm mấy bỏ kẹo đây, thiếu ra đây, thiếu chẳng thiếu không thiếu thì có lì xì hôm qua rồi nè. Mời đi chợ Tết được. Đấy, cái bản chất đi. Ai thế ạ? Bà có tiền đầu tiên đấy. Làm ra. Không phải là lần đầu tiên đưa tiền, nhưng mà là lần đầu tiên đưa tiền YouTube. Đầu tiên được YouTube. Lần tiền đầu tiên được tiền YouTube. Sắm Tết này.